Ok. 1 2 3 4. Ok, xin chào mọi người. Không biết là vừa có xem được cái video này không? Dũng đang Ok, này nó đang preview à? Bây giờ bắt đầu đây này. Please use Frankie for mình đang poor. Này là không chơi được, không chạy được. Poor leader, này leader vẫn tốt mà. Stream thì vẫn rất là tốt. Tại sao nhỉ? Please use a keyframe frequently 4 seconds or less. Ví dụ là như nào? Rồi, go live nào. Rồi, ok. Giờ nước ai đang xem rồi. Đường truyền âm thanh vẫn rất là tốt. Ok. Go live. Rồi. Hello, hello. Mọi người đang xem cái video của mình chưa? Và ở video này thì Dũng sẽ test thử. Nhân tiện là test qua cái việc là livestream dạy học đúng không? Tận dụng cái điện thoại của mình. Rồi ok. Thì ở đây nhé, mình sẽ dùng cái bút. Đó, mình sẽ dùng cái bút ở đây. Cái bút. Mình nhìn rõ đúng không? Bút đúng không? Bút bảng trắng rất là rõ luôn. Chữ viết nữa. Đây thì mình có thể chỉnh cái này cho nó nhỏ thấp xuống. Thấp xuống cũng được mà lớn hơn cũng được. Ví dụ viết. Đây là cái thẻ Viettel ngân hàng số của người Việt. Đúng không ạ? Viettel. Cái này mình đã dùng qua ở Viettel Pay rất hay. Viettel Pay ở trên điện thoại di động cực kỳ đỉnh luôn. Mình thấy là đây là một cái ứng dụng mà so được sánh, nói chung là thậm chí còn tốt hơn cả cả Momo luôn. Mọi người nhìn thấy cái điện thoại của mình không? À, nhìn rất rõ đúng không? Đó, đây là điện thoại iPhone của mình nhá. Đó, đây mình viết chữ này, chữ này, chữ nhỏ nhỏ hơn thì là nó hơi nhỏ xíu thôi nhưng vẫn tin pay. Cái ứng dụng Viettel Pay này nó của các nhà các cái ngân hàng rất là nhiều, hay hơn rất là nhiều luôn. iPhone của mình đấy, lấy thành thì kết được iPhone của mình cái đường mạng của mình lại đôi khi nó bị chậm một chút rồi. Tóm lại là cái ứng dụng Viettel Pay này nó cho mình phép mình có rất nhiều cái lợi ích. Ví dụ bây giờ là Viettel Pay nó cung cấp luôn thẻ Viettel Pay. Đây, cái thẻ Viettel Pay này mình được Viettel mình đăng ký khoảng tầm cách đây khoảng tầm 4 5 ngày gì đó. 5 6 ngày gì đó thì bây giờ nó gửi đến tận nhà cho mình và mình sử dụng thấy rất là hay. Miễn phí. Tất cả đều miễn phí hết, gửi tiền miễn phí nhé. Ví dụ gửi gửi chuyển khoản. Từ cái Viettel Pay này mình ra cái chỗ quầy của Viettel ấy, mình đăng ký chỉ cần mang cái chứng minh thư mình thôi. Đăng ký một điện thoại thì một số số di động thì chỉ một Viettel Pay thôi, nhưng mà nó cho mình kết nối. Ví dụ mình có thẻ mình có ATM của Vietcombank, mình kết nối Viettel Pay thì ví dụ mình chuyển tiền từ Viettel từ Vietcombank vào Viettel Pay
thì miễn phí, không mất tiền. Tất nhiên ngân hàng chuyển tiền vào Viettel Pay nó không mất tiền là nhất. Thứ hai là khi mình dùng Viettel Pay ấy, là nó như kiểu một cái tài khoản ngân hàng vậy, mình có thể gửi tất cả các ngân hàng khác nhau mà cũng không mất tiền luôn, miễn phí luôn, không hiểu họ làm cái gì. Và thứ hai có cái đặc điểm rất là thích là chỗ là chuyển tiền và mình gửi tiền cho ai đó, người ta có thể rất, người ta không có thay, không có Viettel Pay gì cả, người ta chỉ cần số điện thoại người ta ra chỗ Viettel toàn quốc là người ta nhận được cái số tiền mà mình gửi và cũng không mất tiền, rất thích như vậy. Và đây cái đặc biệt là cái này họ gửi cho mình rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn. Đã gửi tới từ mình ở chỗ đằng Giáp Bát mà họ gửi tới đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm mà gửi đây, gửi cho mình. Mình cảm thấy rất là kiểu thú vị và rất là kiểu vui. Đó, nên là mình nhân tiện là mình cũng test cái mic, test cam của iPhone đúng không? Đây là cái cam này là nó qua Wi-Fi, hệ Wi-Fi của mình. Chứ nó không phải như Android, nhưng mà Android ấy, thì nó sẽ chỉ cần cắm USB vào dây USB vào Android và cắm vào cả máy tính ấy, thì nó sẽ còn đường âm thanh hay hình ảnh nó còn tốt hơn nữa. Nhưng ở đây mình thấy là trong nếu mà cái wifi nhà mình ấy, nó ở trong cái phạm vi cái phòng này thì vẫn là rất ok luôn. Ok thì đấy là mình test qua và mic thứ đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đấy là review qua Viettel Pay miễn phí nhé, gửi ngân hàng miễn phí và chuyển tiền từ mình. Nếu mình có, các bạn đã có thẻ ngân hàng rồi ấy, thì mình có thể chuyển vào Viettel Pay cũng rất là dễ đấy, mà tất cả nó rất là rẻ luôn, chi phí rất rẻ. Rồi thứ hai nữa là Viettel Pay họ cũng cung cấp cho chúng ta cái gọi là cái visa. Nếu chúng ta muốn mua sử dụng những cái, nhất là những người mà muốn mua những cái tài khoản để dạy học chẳng hạn, hay là mua những cái từ của nước ngoài ấy, mà không biết làm visa như nào, mọi người có thể lên Viettel Pay và đăng ký một cái, chỉ cần ra quầy của Viettel Pay và đăng ký cái tài khoản Viettel Pay bằng cái số điện thoại của mình đó. Sau đó thì trong Viettel Pay nó sẽ hỗ trợ sẵn luôn cái gọi là cái thẻ visa ảo, và cái thẻ visa đó mình nạp tiền từ Viettel Pay vào trong thẻ visa đó và mình có thể mua được rất đẹp luôn, mua được rất nhiều những cái thứ khác nhau, mua rất nhiều những thứ ở trên quốc tế, rồi mua app, rồi mua tài khoản, mua những cái ứng dụng, mua những cái chương trình học, chữ rất là rõ đúng không? Đó, mình có thể viết đây, cái này mình viết mấy chữ Viettel Pay của mình rõ đúng không? Đó, mình thích nhất chỗ này là miễn phí. Miễn phí quan trọng là rất nhanh ấy. Miễn phí nhưng mà nó rất nhanh lắm. Ví dụ mình gửi cho tài khoản từ cái Viettel Pay của mình nhé, mình nạp, ví dụ mình nạp từ Vietcombank, mình có thể ATM Vietcombank, mình nạp vào Viettel Pay VTP, rồi từ VTP đấy mình miễn phí nhá, cái này miễn phí. Từ VTP đấy mình gửi cho tài khoản của vợ mình là Techcombank cũng miễn phí luôn. Bình thường nếu mình chuyển từ Vietcombank ấy ra Techcombank ấy, nó phải mất ít nhất phải tầm rơi vào tầm 7.777k, nó cũng là một khoản tiền đúng không? Nếu là Vietcombank gửi như Vietcombank ấy thì nó phải mất khoảng tầm 2.500 sao đấy. Nhưng mà đây mình gửi này, mình gửi qua thằng Viettel Pay này, nó như cả một cái ví vậy, là miễn phí luôn, miễn phí mà rất là hay luôn, nhanh nhanh lắm. Nó chỉ khoảng tầm có như cả, bởi vì Viettel Pay ấy là nó liên kết với cả cái ngân hàng là MP Bank, ngân hàng quân đội MB, nên là nó rất là hay luôn. Mình cảm thấy nó rất là kiểu cho mọi người, rất là cho người dân mình được nhiều cái nó hỗ trợ rất là tốt ấy. Mà Viettel Pay nó có rất nhiều chi nhánh trên toàn quốc luôn, mình nhìn không đấy, cực kỳ hay luôn. Và mình có thể ví dụ chuyển không cần phải có nhiều người không có thẻ, người ta có thể ra những cái chi nhánh của Viettel, nó gửi và chuyển vào cái số tài khoản của Viettel Pay của mình đó. Và mình như dùng Viettel Pay để dùng, để có thể dùng để mua điện thẻ điện thoại, rồi mua trả tiền tiền điện, tiền nước, vân 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 vân, nó lại rất là hay. Và mình có thể chuyển trực tiếp cho những cái người sử dụng Viettel Pay trong đấy, rồi chuyển ra, rút ra các cái tài khoản ngân hàng, hoặc thậm chí là mình có cái thẻ Viettel Pay ấy, có cái thẻ Viettel này, đây là họ cấp cho mình cái thẻ này, thì mình có thể ra tất cả các ngân hàng trên toàn quốc của mình rút như kiểu thẻ ATM bình thường thôi. Mình sẽ bóc cái thẻ ra, nhân tiện bóc cái thẻ ra rất đẹp luôn, làm cực kỳ đẹp. Đây Napas, cái Napas này là một cái của các cái ATM, mà nó các cái ATM toàn quốc là đều sử dụng cái cùng cái hệ thống Napas này, mà rút tiền nó không có mất nhiều chi phí như kiểu các cái thẻ ngân hàng bình thường, mà làm rất nhanh. Mình thấy là làm rất nhanh luôn và chăm sóc khách hàng cực kỳ tốt. Ví dụ ngân hàng họ làm xong cho mình cái thẻ ATM chẳng hạn thì mình phải ra ngân hàng mình lấy, nhưng mà bật rách mất rồi. Như Viettel ấy, nó cung cấp cho mình đến tận nhà luôn ấy, bởi vì họ có cái hệ thống chuyển phát Viettel mà cung cấp rất là cẩn thận luôn.
Còn nhắn tin cho mình để mình, nếu mình không nghe được nhắn tin cho mình trước thì ấy, đây đẹp cực kỳ luôn này. Cực kỳ đẹp luôn, mình cảm thấy rất là thích khi mà dùng cái Viettel Pay này, đây MB đây. MB Bank này. Lấy cái Viettel Pay quá đỉnh rồi, MB là ngân hàng quân đội mà Viettel cũng là của quân đội luôn. Kết hợp với nhau, thẻ rất là đẹp luôn. Mình thấy là rất nhiều cái thẻ ngân hàng của mình, ví dụ thẻ Vietcom. Đâu rồi, vứt thẻ rồi. Mình có cái thẻ Vietcom nó không thể đẹp bằng như này được, kể cả thẻ Visa nó không đẹp bằng như này được. Đây, một số tài khoản luôn nhá. Số tài khoản luôn này. Rất là đẹp luôn. Mọi người thấy không ạ? Đó, cực kỳ đẹp luôn nhá. Đấy. Nhân tiện là qua cái video này mình cũng review luôn là cái mình đang setup livestream cho hệ thống các giáo viên, những người giáo viên dạy online với chi phí rất là rẻ và không phải đầu tư nhiều chi phí, đầu tư nhiều thiết bị mà tốn kém. Mọi người nhìn thấy không ạ? Ok. Đó, ai mà có nhu cầu, ai là những người muốn livestream rồi dạy học, giáo viên dạy học là bán hàng mà không muốn đầu tư nhiều chi phí có thể liên hệ với mình. Ok, cực kỳ đẹp luôn nhá. À còn đây quên mất là cái cam này của mình là cái cam Logitech đằng sau của mình là cái phông xanh. Thì mọi người thấy là để mình như này thì nếu mà không cần cam được, nó dạy học không cần cam được. Nhưng nếu có cam này thì chúng ta một cái cam mà mình dùng cam của cái cam khác, hoặc là mình dùng cái cam của máy tính để bán cũng được. À, máy tính sách tay cũng được, đây rất đẹp luôn. Các bạn thấy đọc được chưa? Là nếu đây này mà còn có phần hỗ trợ. Hỗ trợ 24/7 luôn. Ui, mình thấy đẹp kinh khủng luôn ấy. Cả rất thích khi mà dùng cái này. Đây, còn hướng dẫn rất là chi tiết luôn, mình thấy thôi thôi. Viettel đúng là làm đỉnh của đỉnh luôn ấy. Rất là đẹp luôn. Chưa rồi mình thấy là cái nào đẹp này và mình sẽ áp dụng cái này cho những cái chương trình học của mình. Trời ơi, đẹp kinh khủng. Họ đúng là họ có nhiều tiền khác luôn. Đẹp tính năng Viettel Pay này, đấy. Đây, miễn phí rút tiền mặt trên 10.000 ATM toàn quốc, tức là họ liên kết rất nhiều. Đấy, rồi thanh toán này, thanh toán hàng hóa dịch vụ này tại các đơn vị chấp nhận thẻ này, POS này. Đây này, thẻ Viettel Pay có thể sử dụng mà không cần phải đổi pin lần đầu này. Đỉnh của đỉnh chưa? Đấy. Nếu có nhu cầu pin, đổi pin quý khách có thể thao tác tại ATM của ngân hàng. Đấy. Như này nó có mã pin cho mình sao? Không biết nó pin để đâu. Đây, một phong bì pin. Hình như là có một phong bì pin trong này. Mã pin à? Đây, cái gì đó? Không biết nữa. Nhưng có hai phong bì. Nhưng lại một cái mã pin, không biết mã pin là cái gì. Đây này, mình xem này. Kích hoạt Viettel Pay này, lưu ý sẽ nhận được một bộ thẻ gồm một phong bì thẻ và một phong bì pin. Hai phong bì sẽ được gửi thành hai lần khác nhau. Kinh không? Các bạn thấy kinh không? Một phong bì thẻ, một phong bì pin nhé. Tức là gửi hai lần khác nhau. Đây là rất là rõ luôn, ghi rất là rõ, làm rất là đẹp luôn. Tức là hai phong bì sẽ được gửi thành hai lần khác nhau để bảo mật thông tin tài khoản của quý khách. Vui lòng chỉ kích hoạt thẻ sau khi nhận đầy đủ thẻ và pin. Đó, tức là cái pin này là mình nhận thẻ trước rồi mình nhận pin sau. Kích hoạt thẻ Viettel Pay qua ứng dụng Viettel. Đây. Tức là cái pin này của mình sẽ được gửi sau. Đây các bước đây, tại màn hình trang chủ của cá nhân này, chọn thẻ này, chọn vào quý khách vui lòng nhập 4 số cuối của thẻ cứng này. Đấy, cái thẻ của mình là thẻ này này. Đấy, rồi vui lòng nhập mật khẩu tài khoản Viettel Pay. Mật khẩu tài khoản làm rất đẹp luôn, cực kỳ khoa học. Mà màu mè rất đẹp luôn nhá, mình thấy rất là thích cái này. Mình nói suốt đời rất là kiểu toàn khen đúng không? Vừa là hay thật, nó làm liên kết rất nhiều ngân hàng. Mà quan trọng nhất là tính năng của nó rất là hỗ trợ nhiều ấy. Nó miễn phí nữa, rất là nhanh. Đã miễn phí là còn nhanh ấy. Đỉnh của đỉnh luôn này. Đây, đây là cái mã, còn đây là thẻ của mình. Đấy, đuôi 22 luôn, 3822. Tên của mình luôn, Nguyễn Duy Dũng luôn. Đấy. Đỉnh của đỉnh chưa? Đấy. Thẻ này đằng sau nó không có cái mã, nó không in cái mã ở đây. À, rất đỉnh luôn, thẻ Viettel Pay. Thẻ ATM thôi, ATM của Viettel Pay. Dùng cái thẻ này để rút tiền ở các ngân hàng. À, rút tiền ở các cây ATM. Đây. Cây ATM và thanh toán hàng hóa dịch vụ dùng cái thẻ này được luôn. Tại thẻ chấp nhận thẻ POS. Đây là cắm này mà. Đấy, thì video này mình có lẽ là mình làm cũng ấy thôi. 10 mấy phút rồi, ok thì mình sẽ dừng lại video ở đây.
và hy vọng là các bạn sẽ thấy thích. Nhân tiện là test luôn cái cam, các cái thiết bị của mình. Rồi, ok, nếu mà ai có ấy thì mọi người hãy đăng ký cái thẻ Viettel Pay nhé. Thẻ Viettel Pay, ra như Viettel Pay thôi. Tải ứng dụng Viettel Pay ở trên app iPhone hoặc Android đều ok hết. Ok, video mình sẽ dừng ở đây. Xin chào các bạn, xin chào. Nếu như ai có nhu cầu về liên quan đến thiết bị cung cấp như dịch vụ của, gọi là hỗ trợ livestream, setup cho hệ thống giáo viên, bán hàng online thì chúng ta có thể liên hệ với mình liên quan đến livestream Facebook và YouTube. Ok, bye bye, xin chào. Chi phí rất là rẻ.